Chị hai là ở Buôn Ma Thuột thì xa rất là xa, là qua đây được phải là mấy cái đèo, tính về đèo thì rất là nhiều. Đã về đây thì chung vui với gia đình cậu và chị vui với hai em. Thì trong tân hôn thì hôm nay không có gì hơn, chị xin chúc hai em được miên man hạnh phúc. Và để góp vui chương trình ngày hôm nay, chị hai xin hát một bài Tàu Anh Qua Núi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.